siêu cấp cuồng y nguyệt thần hằng Nga không phải bạch ngủ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đây chính là nhân gian sao. So thiên đình náo nhiệt nhiều. Từ giáp tự diễu sờ một chút cái mũi, không nghĩ tới chấm một tay máu, sền sệt. Ta thế nào đổ máu? Người nào dám đánh ta? Ta chính là tu hành ba ngàn năm hỗn nguyên kim tiên, từ giáp, đầu óc ngươi bị đánh hư người nếu là thần tiên, ta vẫn là tiên nữ đây. Một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ vội vã chạy tới, luống cuống tay chân vì hắn lau trên mặt máu, thăm thảm oán trách. Người bộ này thân thể nhỏ bé thế nào là vương đại hồ đối thủ? Hắn là cái ác ôn, tam quyền lưỡng cước có thể đem ngươi xương cốt mang ra, mau từ hậu môn trượt đi, đi tìm cảnh sát, tên vương bát đản này ỉ lại vào chúng ta thiếu nữ líu díu, dùng sức đem từ giáp đẩy ra phía ngoài. Từ giáp linh hồn cuối cùng cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, nhận biết mình thân phận mới. Từ giáp, phúc lợi viện lớn lên cô nhi, miễn cưỡng lên một chỗ cửu lưu y chuyên, vừa tốt nghiệp thì thất nghiệp tại nhân tâm đường làm một tên chân chạy tiểu học đồ. Trước mắt cái này tịnh lệ linh tú, môi như điểm thao thanh xuân thiếu nữ, là nhân tâm đường lão bản tống tín nữ nhi tống hiểu su từ giáp đầu đau muốn nứt, nghĩ đến biệt khuất chỗ, một thanh chua xót nước mát. Muốn ta từ giáp, thái thượng lão quân thủ tịch luyện đan đồng tử, tu hành ba ngàn năm đạo nguyên kim tiên, thế mà bị ngọc đế lão nhi từ thiên cung đánh xuống nhân gian. Nãi, nãi, ta không phải liền là từ sau ngủ hằng Nga sao? Nhốt người ngọc đế lão nhi cái giám sự tình, ngọc đế lão nhi, người chờ, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Từ giáp phát tiết một trận, sờ lấy trên mặt máu, một đôi mắt lạnh lùng khóa chặt trước mắt phách lối vương đại hồ. Tên này mắt lộ bốn bạch, nhật nguyệt sừng pha tạp vỡ vụn, điểm chết người nhất là khí sắc sát hắc từ cầm bay thẳng thiên bên trong, chính là làm sằng làm bậy, bất hiếu vô đức, đột tử chi tướng. Thì như thế một cái kém hàng, cũng dám trêu chọc ta. Tác đại tử, tống hiểu su gấp thẳng dậm chân. Từ giáp, người dài dòng cái gì đâu, còn không mau trốn đi. Từ giáp từ trước đến nay không mang thù, có thù tại chỗ thì báo. Trở tay siêu cấp cuồng y nguyệt thần sinh tử người mọc lại thịt từ xương. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Nữ cảnh lớn lên vô cùng xinh đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo như họa, lạnh mị khóe miệng mang theo nhàn nhạt lúng đồng tiền, khiến người ta nhìn cảm xúc phun trào nàng nhìn qua hai bốn hai năm tuổi, phối hợp một thân căng cứng cảnh phục, tư thế hiên ngang bên trong tản ra thành thục nữ nhân phong vận, thật là đẹp lật. Tất cả mọi người tại hướng nữ cảnh đều chăm chú nhìn, thì liền cùng là Mỹ nữ tống hiểu su cũng nhìn ngốc. Từ giáp nhìn lấy nữ cảnh quân hàm cùng thẻ cảnh sát. Lãnh tuyết, cấp hai cảnh ti. Như thế tuổi trẻ cũng là cấp 2 cảnh ti, gia đình nhất định bất phàm. Vương Đại Hồ bị lãnh tuyết thèm chảy nước miếng, tạ ác ánh mắt không che giấu chút nào nhìn chằm chằm lãnh tiết, chỉ từ giáp cùng tống tín, bị cắn ngược lại một cái. Nhân tâm đường mang trong lòng không tốt, chị chết cha ta, không chỉ có không bồi thường, còn dung túng đàn ông đánh người. Đúng, cũng là tên tiểu tử thúi này, cảnh sát đồng chí, mau đem hắn bắt lại, bị vương đại hồ tạ ác ánh mắt nhìn chằm chằm, lãnh tuyết trong lòng một trận phiền chán nhưng phá án không thể xen lẫn cá nhân cảm tình nhíu lại đẹp mắt lông mày lạnh lùng nói người đem tình huống cụ thể nói rõ chi tiết một lần tống tín sợ nhất cảnh sát dọa đến bắp chân rút gân run dày quở trách từ giáp xú tiểu tử người đem sự tình làm lớn vương đại hổ là dễ trêu sao cái này một mảnh người nào không sợ hắn vốn chính là chữa bệnh sự cố, sai tại chúng ta, thường bao nhiêu tiền ta nhận thua, hiện tại phiền phức, ngươi còn đánh người, ngươi ta đều muốn bị bắt vào cục cảnh sát. Ai, nhân tâm đường thế nhưng là trăm năm danh tiếng lâu năm, lại hủy ở trên tay ngươi, tống hiểu su trừng to mát. Cha, từ giáp thế nhưng là vì chúng ta ra mặt ngươi thế nào có thể là không phải không phân đâu, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi hiểu cái gì? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tống tín thở dài thở ngắn. Lãnh tuyết nghe vương đại hổ nói xong, ánh mắt chuyển hướng từ giáp, phát hiện từ giáp ngồi xổm ở vương lão đầu bên người, chuyên chú nghiên cứu cái gì? Người chính là từ giáp, lãnh tuyết uy nghiêm hỏi. Từ giáp nhíu mày, bừng tỉnh như không nghe thấy. Tiểu tử này thật đáng ghét, giả câm vờ điếc, lại dám mạo phạm cảnh sát uy nghiêm. Đánh người còn như thế phách lối tiểu cận bã một cái, nàng đối từ giáp ấn tượng kỳ kém, cũng lười lại cẩn thận đề ra nghi vấn từ giáp, còng tay run khanh khách rung động. Người dính líu có ý định đả thương người, là chủ động tự thú, vẫn là chờ ta cưỡng chế còng tay ngươi, lãnh tiết cảnh quan, ngươi cảm thấy là bắt ta quan trọng, vẫn là cứu người quan trọng. Từ giáp cuối cùng tỉnh táo lại, hướng như băng sơn lãnh tiết mỉm cười, nhắm mắt lại, chuyên chú vì vương lão đầu bắt mạch ngươi, lãnh tuyết bị chặn đến sữa đau, cắn chặt môi đỏ. Tốt ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, nhưng trong lòng khinh thường nghĩ đến. Một cái tiểu đàn ông, còn giả vờ giả vịt cứu người, bất quá là đang trì hoãn thời gian, sớm tối ta muốn bắt ngươi. Từ giáp thản nhiên nói. Không cần chờ quá lâu, 3 phút liền tốt. Tống tín chừng từ giáp liếc một chút, miệng đầy khinh thường. Người điểm này y thuật còn thử cái dám, ta vừa rồi đã nhìn qua, vương lão đầu là bệnh tim phạm, nhịp đập suy nhược, đi sớm bệnh viện lớn cứu giúp có lẽ còn có một đường sinh cơ, hiện tại thần tiên cũng cứu không, từ giáp mỉm cười. Ai nói không có cứu, tống tín bĩu môi. Trung Quy là người trẻ tuổi, cái gì khoác lác cũng dám nói. Từ giáp tuy nhiên cởi biến thành phàm nhân, nhưng lĩnh ngộ còn tại, đạo môn ngũ thuật, sơn y tướng mệnh bói, không gì không giỏi, vì vương lão đầu bắt mạch một phút đồng hồ khóe miệng mang theo không sai cười con ngươi sáng rực tỏa ánh sáng tống tín mặt ủ mày trao người đều phải chết uổng cho ngươi còn cười được từ giáp đứng dậy tống thúc thúc đừng hoảng hốt y thuật của ngươi miễn cưỡng coi như là qua được vương lão đầu bệnh tim đã bị ngươi chữa khỏi bệnh này a à, căn bản không ở trong lòng tống tín tâm lý đổ đắc hoàng ta nói từ giáp a à, ngươi hốt du ai đây ta hành y mấy chục năm còn không bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Vương lão đầu nếu không phải bệnh tim phạm thế nào lại là cái bệnh này hình dáng? Từ giáp lắc đầu. Vương lão đầu là nê hoàn tụ huyết căn bản không phải bệnh tim tống tín đầu không rõ. Nê hoàn tụ huyết cái gì là nê hoàn? người soạn bệnh lạm tạo cái gì đồ vật? liền nê hoàn cũng đều không hiểu. Từ giáp thật tình im lặng. Mi tâm nhập não ba tắc vì nê hoàn, nê hoàn ngăn chặn, hơi thở mong manh, cục máu ngưng kết, không có quan hệ gì với bệnh tim. Nói đơn giản, Vương lão đầu cũng là bị tươi sống tức ngất đi, bên cạnh Vương đại hồ, cả kinh khẽ run rẩy, con mắt lóe ra vẻ bối rối, hướng về phía từ giáp lớn tiếng ồn áo. Một cái tiểu học đồ biết cái gì, cái gì có tức hay không, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi tính là cái gì? cha ta cũng là phạm bệnh tim các ngươi nhân tâm đường trốn không thoát giết người trách nhiệm từ giáp giống như cười mà không phải cười nhìn lấy vương đại hổ ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tốt a à, vậy liền để vương lão đầu chính mình nói chuyện vương đại hổ cười ha ha cha ta nhanh không có khí thế nào nói chuyện người để quỷ nói chuyện sao vây xem hàng xóm láng giềng cũng mười phần không hiểu cho rằng từ giáp cũng là người bị bệnh thần kinh hồ ngôn loạn ngữ từ giáp hướng tống hiểu xu thì thầm chu sa bút lông sói nước lập tức đưa cho ta phải nhanh tống hiểu xu tuy nhiên không biết từ giáp muốn làm cái gì nhưng nhìn từ giáp sáng lóng lánh tràn ngập tự tin ánh mắt thì không khỏi tín nhiệm hắn trung y quán chu sa bút lông sói đều là thiết yếu tống hiểu su vội vã đem đồ vật mang tới từ giáp trốn ở chỗ hẻo lánh đem chu sa thấm vào trong nước trong chốc lát một mảnh huyết hồng nắm lên bút lông sói thấm chu sa nước vận chuyển tam sinh đạo quyết tại lòng bàn tay viết cái huyết hồng lâm chữ long phi phượng vũ sinh động như sinh lâm đạo gia cửu tự chân ngôn một trong, có bất động bất hoặc an ổn thần hồn diệu dụng. Phối hợp tam sinh đạo quyết càng có định hồn thần thông. Gia hỏa này đang làm cái gì quỷ tống hiểu su nhìn lấy từ giáp, đôi mắt đẹp trừng to đại. Nhìn ngược lại là khá hay. Tống tín bỗng nhiên tuyệt vọng giống to. Hỏng bét, vương lão đầu mạch đập không, trái tim cũng ngưng đập, vương đại hổ thoải mái cười to. Chết tốt, cuối cùng chết, không chết. Từ giáp nhanh chóng chạy tới, thô bạo xé mở vương lão cha ở ngực y phục, lòng bàn tay chợt vỗ đi lên. Ba, cái kia huyết hồng, lâm, chữ, khắc ở vương lão cha ở ngực trong nháy mắt, một vệt kim quang lấp lóe mười phần lóa mát. Huyết hồng, lâm, chữ xâm nhập vương lão cha ở ngực biến mất không thấy gì nữa. Vương đại hồ chửi ầm lên. Xú tiểu tử, cha ta chết, ngươi còn dày vò hắn thi thể, ngươi phải bồi thường ta một trăm ngàn, tên này trong mắt chỉ có tiền. Ba giây sau khi, vương lão cha một tiếng già nua ho khan, thế mà từ từ mở mắt. Đồng thời, một sợi nhìn không thấy sờ không tới đạo khí, tiến vào từ giáp trong thân thể. Đây chính là công đức chi lực. Từ giáp quanh thân thư thái, trị bệnh cứu người, có thể góp nhặt công đức chi lực, cũng là một loại tu luyện vây xem hàng xóm láng giềng nhìn mà than thở. Trời ạ, à, lão Vương Tỉnh không phải không mạch sao, cái này tiểu đàn ông rất là không đơn giản, cái này quá thần kỳ cứu người chết sống lại sao? Hàng xóm láng giềng chấn kinh đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Tống Tín trong lòng một trận cuồng loạn. Chân nhân bất lộ tướng, từ giáp lại là y thuật cao thủ tống hiểu su đôi mắt đẹp hưng phấn tại từ giáp trên mặt bay tới bay lui tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt vương đại hổ triệt để mộng nhìn qua vương lão đầu sắc mặt trắng bệch trá thi sẽ không phải là trá thi a à, bất hiếu từ a à, ta thế nào sinh ngươi như thế một cái đồ hỗn trướng vương lão đầu run run rẩy dày, dày chỉ vương đại hổ thương tâm gần chết từ giáp hướng lãnh tiết nhún nhún vai người muốn điều tra cái gì cứ hỏi vương đại gia tốt lãnh tuyết cũng mười phần chấn kinh từ giáp y thuật, nhưng từ giáp bộ kia tùy ý cuồng vọng bộ dáng nhìn ở trong mắt, khí thì không đánh một chỗ tới. Nàng hung hăng toát từ giáp liếc một chút, mới chuyển hướng vương lão đầu. Vương đại gia, ngài bệnh tim phạm sao? Đến cùng là thế nào một chuyện, vương lão đầu dùng sức lắc đầu. Không phải, ta trái tim bệnh đã được trị tốt, lão tống y thuật thật sự là cao minh, hàng xóm láng giềng lúc này mới làm sáng tỏ hiểu lầm tống tín kích động nước mắt tuôn đầy mặt giống đứa bé giống như ôm chặt từ giáp bả vai lần này nhờ có ngươi từ giáp mỉm cười tống thúc thúc hành y mấy chục năm y thuật cao siêu ta một tên mau đầu tiểu tử cũng không như ngươi tống tín kìm nén đến mặt mo đỏ bừng giống như là đít khỉ nên để ngươi trông mặt mà bắt hình rong Tống Hiểu Xu chế nhạo lão ba một câu, lại sinh sắn hướng từ giáp chớp chớp linh động đôi mắt, bưng bít lấy hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Nàng da trắng nõn nà trong trắng lộ hồng, một chương tinh xảo mặt trái xoan, cong cong đôi mi thanh tú dưới có lấy một đôi ẩn ý đưa tình đôi mắt nhỏ nhắn thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo nhẹ khẽ nhíu lại. Lộ ra đến mức dị thường đáng yêu. Cái này phụ linh động thanh xuân thần thái, để từ giáp run lên trong lòng. Thật sự là thật đẹp, tiên nữ trên trời tự cho là thanh cao, bừng giá đỡ lãnh băng băng, cũng không có như thế đáng yêu. Vương Đại Hổ xem xét tình thế không tốt, chỉ Vương lão đầu chửi ầm lên. Lão già chết tiệt, ngươi có phải hay không lão hồ đồ, bệnh tim tốt ngươi còn có thể ngất đi, còn không phải bị ngươi khí, Vương lão đầu khí rủ xuống đủ ngừng lại ngực các vị láng giềng, thì cái này bất hiếu tử, không chỉ có cướp bóc, còn nhiễm lên hút độc, trộm đi ta dưỡng lão tiền, càng cõng ta đem nhà bán. Ta cùng hắn ồn ào vài câu, hắn thế mà đánh ta, ta khí được, não tử trầm xuống, thì ngất đi, mọi người giờ mới hiểu được vương lão đầu tại sao ngất đi, đối vương đại hồ càng phát ra khinh bỉ, chỉ trỏ. Đồng thời, cũng còn tống tín cùng từ giáp một cái trong sạch từ giáp giống như cười mà không phải cười nhìn lấy lãnh tuyết một bộ giáo huấn giọng điệu. Lãnh tuyết cảnh quan, sau này phá án cẩn thận một điểm, đừng hơi một tí thì bắt người, chúng ta những tiểu nhân vật này có thể không thể trêu vào ngươi. Ngươi, lãnh tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, lạnh mị gương mặt như như lửa nóng hổi, quẫn bách muốn mạng. Siêu cấp cuồng y nguyệt thần đánh nữ nhi của ta chú ý, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com lão già chết tiệt, ngươi nói bậy cái dám. Vương đại hổ bị vương lão đầu chọc thủng chân tướng, tức hồn hền, chạy tới hung ác ngơ ngác một chân ước lượng hướng vương lão đầu. Thật đúng là cái bất hiếu tử. Từ giáp nửa đường giết ra, một chân đá trúng vương đại hổ đũng quần. Đau nhức, vương đại hổ nằm dạp trên mặt đất, ngao ngao trực hiếu. Từ giáp mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đối với mình thân thủ rất không hài lòng lực lượng quá nhỏ, thế mà không có đem hắn đạp chết. Cho mình một cái đánh giá kém. Những vô lại đó nghe được hãi hùng khiếp vía. Lực lượng này đầy đủ biến thái, còn chê bé. Lãnh tuyết không thể trêu vào từ giáp, đem nộ khí phát tiết đến vương đại hồ trên thân, còng tay lộ ra ngoài, cũng mặc kệ vương đại hồ bị đau, dã man đem cánh tay hắn tách ra tới. Rõ ràng lưu loát còng lại. Vương Đại Hồ, ngươi xảo trá bắt chẹt, hút độc, có ý định đả thương người, ta hiện tại chính thức bắt ngươi. Đem Vương Đại Hồ ép lên xe cảnh sát, lãnh tuyết phát hiện từ giáp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, con ngươi sáng rực tỏa ánh sáng, khóe miệng còn mang theo tà mị cười. Một bộ khiêu khích bộ dáng, trong lòng hỏa cuối cùng không nín được. Nàng đi đến từ giáp bên người, hạ giọng, lạnh lùng nói. Nhìn cái gì nhìn? khác phách lối, sau này tuyệt đối đừng phạm trong tay ta, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Từ giáp nghe lãnh tuyết trên thân dễ người hương khí, chuyên chú nhìn chằm chằm nữ cảnh lạnh mị mềm nhẵn khuôn mặt, không để bụng cười cười. Người đang uy hiếp ta, uy hiếp ngươi lại ra sao? Lãnh tuyết ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm từ giáp, đối trọi gay gắt. Ta đương nhiên không thể đem ngươi làm sao, hảo nam không theo ác nữ đấu chỉ muốn nói cho ngươi, tuy nhiên ngươi đại di mụ đến, đau bụng kinh cũng phát tác đến kịch liệt, nhưng không muốn tại trên người của ta chút giận, ta cũng không phải ngươi nơi chút giận. Ngươi thế nào biết ta đau bụng kinh, nữ cảnh mặt hồng giống như hỏa thiêu, trong con ngươi sung danh thật không thể tin chấn kinh. Nàng hiện tại tâm phiền ý loạn, tính khí nóng này, cũng là bị đau bụng kinh gấp mài. Thế nhưng là, đi bệnh viện lớn tìm mấy cái chuyên gia, đều không có chữa cho tốt từ giáp giỏi về xem khí sắc, thông qua phân biệt lãnh tuyết trên mặt khí sắc, liền biết nàng chứng bệnh, tiếp tục đà kích nàng. Người không chỉ là đau bụng kinh, hơn nữa còn nghiêm trọng mất ngủ, mỗi đêm 12 điểm nhất định làm ác mộng, mồ hôi trộm, có âm hư chi tượng, nếu không lập tức điều chỉnh, tất có họa lớn. Lãnh tuyết trừng to mát, người hù dọa ai đây, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này thần, thế mà đem nàng triệu chứng nói không kém mảy may tính toán ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua lười nhác cùng ngươi so đo từ giáp lấy ra bút cho ngươi cho cái toa thuốc đi bao ngươi thuốc đến bệnh trừ ta là thầy thuốc thầy thuốc nhân tâm không thể thấy chết không cứu hắn viết một cái toa thuốc đưa cho nữ cảnh ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi bệnh viện lớn chuyên gia trị không hết ngươi có thể trị lãnh tiết thụ không từ giáp bộ kia ăn chắc nàng bộ dáng nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem đơn thuốc xé, hung hăng khoét từ giáp liếc một chút, đè ép vương đại hổ một đám người lên xe cảnh sát. Một đường đi xa, từ giáp tiếc hận lắc đầu. Một phương giá trị vạn kim, tính ngươi vô phúc tiêu thụ, vương lão đầu run, run run dày dày đứng lên, thương tâm gần chết. Lão Tống A, cho ngươi thêm phiền phức, thật thật xin lỗi người chữa khỏi ta bệnh, lại kém chút bị lừa bịp lên, ai, cái này bất hiếu tử, tống tín có thể bảo trụ nhân tâm đường danh dự thì cảm ơn trời đất, còn có thể hy vọng xa vời cái gì. Trấn An Vương lão đầu vài câu, đem hắn đưa đi. Vây xem hàng xóm láng giềng cùng tống tín bắt chuyện qua, nhau nhau tán đi. Hữu kinh vô hiểm a tống tín đến bây giờ còn dọa đến tê cả ra đầu đâu nghĩ đến nhờ có từ giáp y thuật bất phàm không phải vậy hôm nay thì cám thật không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là cái y đạo cao thủ hắn phải cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút từ giáp kế thừa lai lịch vừa vừa quay đầu lại liền phát hiện tống hiểu xu đang cấp từ giáp cẩn thận lau trên mặt vết máu con mắt tỏa ánh sáng hưng phấn như cái truy tinh phen coi từ giáp là thành thần tượng líu díu hỏi thăm không xong từ giáp, người rất lợi hại nha, người chết đều cứu sống, cha ta cùng ngươi so, cũng là cái gà mờ. Người đây là cái gì y thuật, dạy một chút ta thôi, tống hiểu su trên người mặc một kiện thiếp thân thuần trắng áo sơ mi nhỏ, hạ thân bọc lấy bó sát người quần đùi, đường cong mê mị. Tinh tế thon dài cặp đùi đẹp bị vớ đen bao trùm, trắng như tiết mềm mại trượt ra thịt tản ra mê người ánh sáng, nhìn lấy khiến người ta tim đập thình thịch. Mê hoặc trí mạng A. Từ giáp vừa phạm đào hoa kiếp, đối với nữ nhân có loại không khỏi hoảng sợ, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú. Bất quá cái kia dễ ngửi khí tức thanh xuân thấm vào ruột gan, để từ giáp tâm loạn như ma, nhưng lại chăm bề không được giải. Cái này nhân gian mỹ nữ thế mà so tiên nữ càng làm cho người phạm tội, tiên nữ đều lạnh như băng, nào có nhân gian mỹ nữ như thế linh động hoạt bát, Tống Hiểu Xu thấy buồn cười uy từ giáp người nhắm mắt làm cái gì? có phải hay không ta quá đẹp sợ hiện ra người con mắt từ giáp im lặng nói mò. so người xinh đẹp ta gặp nhiều a à, thối từ giáp ngươi khoác lác đây. tống hiểu su hăng hái người gặp qua cái nào mỹ nữ trên tivi nhìn không tính muốn thấy tận mắt từ giáp thản nhiên nói. hằng nga ta nhổ vào tống hiểu su khí cười ngươi còn thật có ý tứ hằng nga là tiên nữ ngươi gặp qua ai mà tin từ giáp tinh thần chán nản lão tử không riêng gặp qua hằng nga còn cùng nàng ngủ đâu ai giấc ngủ này lão tử thì rơi xuống trần thế ngẫm lại đã cảm thấy biệt khuất tống tín nhìn lấy hai người vui sướng cãi nhau bỗng nhiên ý thức được cái gì một tay lấy tống hiểu su cho kéo qua đầy mắt cảnh giác dò xét từ giáp tiểu tử ngươi như thế cao minh y thuật lại ở ta nơi này nho nhỏ nhân tâm đường làm học đồ nói ngươi có mục đích gì từ giáp có chút không rõ ta có thể có cái gì giáp tâm kiếm miếng cơm ăn a à? còn trang đây không phải đầu hói trên đầu sắt tử rõ ràng nha ngươi là tại đánh nữ nhi của ta chủ ý tống tín nghĩ linh tinh lẩm bẩm ta cho ngươi biết a à, nữ nhi của ta thế nhưng là tùng giang đại học hoa khôi tốt nhiều phú nhị đại con ông cháu cha thích nàng đây người a à, không đùa sớm làm hết hy vọng đi cha ngươi nói bậy cái gì tục vãi tống hiểu xu khinh bỉ khoét tống tín liếc một chút những cái kia hoàn khố ta mới không thích ngươi muốn là ưa thích ngươi gả cho bọn hắn tốt xú nha đầu còn mạnh miệng tống tín nghẹn mắt trợn trắng từ giáp sờ mũi một cái. Tống thúc thúc ta đối tiểu su không hứng thú, người thì yên tâm 120% đi. Nói đùa, lão tử vừa ngủ hằng Nga, phạm đào hoa kiếp, nơi nào còn dám trêu chọc nữ nhân. Thối từ giáp ta đối với ngươi cũng không hứng thú. Tống hiểu su có chút không khỏi tức giận, bóp lấy bờ eo thon, nghiêng trơn nhãn khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đẹp hung hăng khoét từ giáp liếc một chút tốt xấu ta cũng là thanh xuân mỹ thiếu nữ tùng đại hoa khôi hắn thế mà đối với ta không hứng thú quá đau đớn tự tôn tốt không hứng thú liền tốt cái này ta cứ yên tâm tống tín trở mặt so lật sách còn nhanh hơn lại đối từ giáp vô cùng nhiệt tình hôm nay nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ nếu là không có ngươi cái này nhân tâm đường thì xong tổ tông truyền thừa y quán, cũng không thể nện ở ta trên tay, yêu quá tha thiết, hai mắt đỏ bừng. Tống hiểu su đùa nghịch, cha, ngươi so nữ nhân vẫn yêu khóc, nhà đầu chết tiệt kia, liền biết khí cha ngươi, tống tín thân mật vỗ vỗ từ giáp bả vai. Đêm nay hai nhà chúng ta thật tốt uống hai chung, an ủi một chút. Khuê nữ, đem ta chân tàng hai mươi năm cái kia bình mau đài lấy ra, lại uống rượu từ giáp kinh hãi đến lắc đầu liên tục, nếu không có say rượu, cũng sẽ không bị hằng Nga đoạt đồng tử thân, rượu này là xuyên ruột độc dược, tuyệt đối không thể uống. Siêu cấp cuồng y nguyệt thần để ngươi làm mẹ ta con dâu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, tống hiểu Xu xuống bếp làm mấy món ăn sáng, từ giáp ăn quên cả trời đất, trên trời nào có như thế thứ ăn ngon, nhân gian sinh hoạt có vẻ như cũng không tệ hắn tuy nhiên hạ quyết tâm không uống rượu, nhưng mau đài mùi thơm quá nồng, thèm từ giáp chảy nước miếng. Thì uống một ngụm, từ giáp nhấp một ngụm, liền rốt cuộc không dừng được, không được cảm thán. Thật sự là hảo tử, thiên đình quỳnh tương ngọc dịch, cũng không có mau đài dễ uống. Tống hiểu Xu bị từ giáp chọc cho cười khom lưng. Nói như vậy chững chạc đàng hoàng, giống như ngươi uống qua quỳnh tương ngọc dịch giống như tửu không say người người tự say. Từ giáp đầy bụng tâm sự, nhiều uống vài chén, nghĩ đến thiên đình lên hỗn loạn, trong lòng loạn như tê dại sợi thô. Thiên cung khẳng định loạn thành một bầy, thoải mái. Ngọc đế lão nhi tuyệt không giảng đạo lý, là hằng Nga ngủ ta, không phải ta ngủ hằng Nga, ta chính là một cái người bị hại, ngươi cùng ta gọi cái gì kinh. May mắn ta cùng hầu ca quan hệ thiết, hầu ca siêu nghiêu bê, nhất định sẽ giúp ta bãi bình ngọc đế bất quá ngọc đế ham chơi nhất âm có thể hay không lén lút phái người truy sát đến nhân gian đến từ giáp đầy bụng tâm sự càng uống càng say ngủ thật say a à, hỗn loạn bên trong từ giáp bị cao độ tiếng thét chói tai đánh thức phát hiện mình ngủ trên giường tống hiểu xu thế mà đứng tại trước mặt mặc lấy ửng đỏ áo ngủ lộ ra một đoạn trắng nõn bắp chân bóp lấy bờ eo thon mặt mũi tràn đầy ửng đỏ môi đỏ nhổng lên thật cao Thối từ giáp, ngươi thế mà làm mộng xuân, thực sự quá phận, đầy trong đầu tư tưởng xấu xa, ta nào có còn dám nói không có. Ngươi mới vừa nói chuyện hoang đường, ta cũng nghe được. Ngươi nói Hằng Nga thừa dịp ngươi say rượu, đem ngươi cho cái đó rồi, còn cần rất yêu kiều thế, thật sự là khó nghe. Phi nha phi, ngươi muốn gái muốn điên a? À từ giáp mặt mo đỏ ửng nghĩ thầm ta đây không phải khí à lại lo lắng để lộ bí mật vội vàng truy vấn ta còn nói cái gì tống hiểu su đếm trên đầu ngón tay người mắng to ngọc hoàng đại đế thị phi không phân còn khích lệ tôn hầu từ đầy đủ anh em nghĩa khí hì hì cái này đều cái nào cùng cái nào a à? ta nhanh cười đau sốc không? bất quá người nói tốt rất thật ta kém chút tin hạt thế nào có thể là thật đâu ta là tây du ký nhìn nhiều cái này đều soạn bậy lạm tạo từ giáp qua loa một câu vội vàng nói sang chuyện khác đêm hôm khuya khoát người chạy đến phòng ta làm gì sao có phải hay không thừa dịp say rượu cũng muốn phi lễ ta thối từ giáp người quá xấu ai mà thèm phi lễ ngươi a à? tống hiểu su bưng cái chén trùng điệp ngã trên bàn mềm mại mặt ửng đỏ Ta là nhìn ngươi uống nhiều tửu nói mê sảng, cho ngươi đưa một bát nước ô mai. Hừ, khác không biết nhân tâm tốt, ta thả nơi này, ngươi thích uống không uống, từ giáp tràn đầy cảm động, cho tống hiểu xu điểm một cái khen. Nhân gian tự có chân tình tại, so thiên đình đám kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa mạnh hơn. Tiểu Xu, cảm ơn ngươi a, à, từ giáp đem nước ô mai uống một hớp rơi, trong đầu nhất thời thanh tỉnh rất nhiều cái này còn tạm được tống hiểu xu đắc ý cười một tiếng nhẹ nhàng vặn eo sát bên từ giáp ngồi ở giường đầu tay nâng cái má một đôi đẹp mắt đôi mắt xinh xắn chớp động nhìn qua từ giáp nhìn kỹ nhìn cái gì nhìn trên mặt ta có hoa sao từ giáp ta phát hiện ngươi cùng trước kia không giống nhau trước kia ta là cái gì bộ dáng người trước kia rất lợi hại chất phác thành thật giống khúc gỗ dù sao đối nữ hài tử không có sức hấp dẫn hiện tại thế nào hì hi hì, hi, hiện tại ngươi chính là cái đại láo cá, nhìn ngươi một đôi mắt này, linh lợi loạn chuyển, nhiều gà tặc, có phải hay không đối nữ hài rất có sức hấp dẫn, cát. Tống hiểu su đôi mắt đẹp khẽ đảo, ta có thể không có cảm giác đến, từ giáp tâm như gương sáng. Trước kia từ giáp, chỉ là hắn ở nhân gian một bộ phân thân, thần hồn tàn khuyết, đừng nói chất phác, không ngốc thì thắp nhang cầu nguyện hiện tại thần hồn quy vị suy cho cùng khí chất tự nhiên siêu phàm thoát tục hắn cùng tống tiểu xu câu được câu không hùa theo chậm rãi chuồn mất tâm lý yên tĩnh suy nghĩ thiên đình lên phiền lòng sự tình ta việc này huyên náo kinh thiên động địa ngọc đế lão nhi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nhất định phái binh hạ giới truy sát ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải một chút thiên đình lên tình thế bằng ta hiện tại chỗ còn sót lại pháp lực, câu thông một vị du tiên còn miễn cưỡng có thể làm được, không bằng tìm xích cước đại tiên hỏi một chút. Không được, xích cước đại tiên tuy nhiên cùng ta xưng huynh gọi đệ, nhưng thực chất bên trong lại là cái nịnh hót, một lòng nghĩ thăng quan phát tài, nhất định sẽ thừa cơ bắt ta trở về. Hướng ngọc đế lão nhi tranh công, tìm dạ du thần hỏi một chút. Cái kia càng không được, gia hỏa này tuy nhiên coi như đáng tin, nhưng lại như cái người nhiều chuyện, miệng không có đem cửa nhỏ, sớm tối tiết lộ ta hành tung. Từ giáp mặt ủ mày chau, bỗng nhiên linh cơ nhất động. Ai, có có thể tìm chư bát giới tìm hiểu tin tức a. Bát giới tuy nhiên vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa láo cá, nhưng đại sự cũng không hồ đồ, cùng hầu ca quan hệ mật thiết, tìm hắn đến hỏi một chút giá thị trường, nhất định không có vấn đề. Chư bát giới là tịnh đàn sứ giả, chuyên quản phụ trách sống phóng túng, ngày mai vừa vặn 18 tháng 6 là hắn hạ giới đi dạo trực nhật quét dọn cung phụng thời gian. Phải nghĩ cái biện pháp liên lạc với chư bát giới, cái này cơ hội khó được, nhất định muốn bắt lấy. Nói không chừng hầu ca cũng trăm phương ngàn kế tìm ta đây. Tống Hiểu Xu đang cùng từ giáp trò chuyện vui vẻ, cảm thấy hắn nói chuyện khôi hài, rất lợi hại làm người khác ưa thích cùng trước kia tưởng như hai người, nhưng chợt phát hiện hắn không rên một tiếng. Một bộ tiễn khách bộ dáng khí khẽ cắn môi. Thối từ giáp, người coi bản cô nương là không khí đâu, người nếu không nói, ta có thể đi, nàng lắc lắc bờ eo thon, đứng dậy muốn đi. Đừng! từ giáp một phát bắt được tống hiểu su tay nhỏ mềm trượt tinh tế tỉ mỉ một cỗ ấm áp điện lưu truyền vào nội tâm giống nắm lấy một khối ôn ngọc yêu thích không buông tay tống hiểu su giống như bị chạm điện thân thể mềm bất lực hô hấp dồn dập người muốn làm cái gì đừng cho là ta dễ khi dễ ta kêu lên rất lớn tiếng nha từ giáp rất lợi hại không nỡ buông ra tống hiểu su tay nhỏ tiểu xu người muốn giúp ta một việc giúp một chút còn cần như thế khẩn trương sao chân tay lóng ngóng kém chút dọa ta tống hiểu su phun đỏ tươi cái lưỡi bản cô nương lớn nhất nguyện ý giúp người làm niềm vui nói đi có cái gì sự tình yêu cầu ta à từ giáp tìm cái lý do giả bộ đáng thương người cũng biết ta là cô nhi từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên thế nhưng là tối hôm qua ta bỗng nhiên mơ tới mẫu thân của ta báo mộng để cho ta lễ tạ thần ta nếu là không làm nàng liền phải đem ta mang đi tống hiểu xu dọa đến lớn tiếng kêu sợ hãi còn có loại sự tình này nghe có chút dọa người vậy ngươi liền mau đi lễ tạ thần a phổ chiếu chùa hương hỏa tràn đầy ngươi có thể đi nơi đó làm một chàng pháp sự từ giáp khó xử gãi gãi đầu thế nhưng là, mẫu thân báo mộng để cho ta đi am ni cô lễ tạ thần, nhưng ngươi cũng biết, ni cô ưa thích tĩnh tu, bình thường không nguyện ý tiếp nhận pháp sự. Ta không có môn lộ, tiểu su, ngươi giao thiệp rộng, có thể không thể giúp được ta, từ giáp cũng là bị buộc. Chư bát giới tên này có tam đại dở hơi, một là thích ăn, hai là háo sắc, ba là lười, hòa thượng kia miếu hắn cho tới bây giờ đều là đi vòng. Amni cô những tuyệt đẹp đó nữ ni đối với hắn mới có sức hấp dẫn. Hì hì, ngươi thật đúng là tìm đúng người, tống hiểu su hưng phấn ưỡn ngực. Chúng ta thầy chủ nhiệm Dương Lão Sư Ba Ba cũng là tông giáo quản lý cục lãnh đạo, ta sáng mai giúp ngươi liên lạc một chút, từ giáp cuối cùng buông lỏng một hơi. Tiểu su, ta đại biểu mẹ ta cảm tạ ngươi, tống hiểu su vểnh lên môi đỏ, truy vấn. Mẹ ngươi thế nào cảm tạ ta, từ giáp cười giả dối để ngươi làm mẹ ta con dâu. Thối từ giáp, ngươi muốn đẹp, đi chết đi, tống hiểu su thẹn đỏ mặt, vung gối đầu đánh tới hướng từ giáp, nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Siêu cấp cuồng y nguyệt thần oan ra lại gặp mặt. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Từ giáp cùng tống hiểu su đùa giỡn một trận, giống như nghe được cái gì thanh âm, thần thần bí bí hướng cửa nhất chỉ. Tống hiểu su hiểu ý, gión rén đi tới cửa, thình lình giữ cửa lôi ra cửa ngồi xổm dựa vào một người một đầu ngã vào tới ai nha đau chết ta tống tín xoa eo đau nhức nhe răng nhếch miệng chà thế nào là ngươi tống hiểu su vịn tống tín lên phiền muộn oán trách nên ai bảo ngươi lão không xấu hổ nửa đêm trộm nghe người ta nói chuyện không có chút nào hiểu lễ phép tống tín khí ria mép nhếch lên đến người cái đại cô nương mọi nhà, nửa đêm đường chạy từ giáp trong phòng làm gì sao? Ta không đến ngó ngó, người cũng bị người ta ăn, đại cô nương cũng không xấu hổ, cha, người nói cái gì đâu. Là ngươi hành vi bẩn thỉu, tư tưởng biến thái, người ta không để ý tới ngươi. Tống hiểu su hung hăng chừng tống tín liếc một chút, cũng không dễ lại cùng từ giáp nói chuyện phiếm, quay thân về đi ngủ. Tống tín thở dài thở ngắn xú nha đầu, cánh cứng rắn, còn quản không ngươi. Từ giáp hướng mặt mũi tràn đầy phiền muộn tống tín cười nhạt một tiếng. Tống thúc thúc yên tâm, ta sẽ không ăn vụng, tống tín khinh thường lật một cái liếc mắt nhi. Ngươi là không ăn vụng, mà chính là quang minh chính đại ăn, cái này keo kiệt quỷ, thế mà không tin ta. Từ giáp lười nhác cùng hắn giải thích, lấy lui làm tiếng từ thúc thúc nếu là không yên tâm vậy ta thì không tại nhà ngươi làm chân chạy ngày mai ta liền rời đi đối diện chung dược quán cũng chiêu chân chạy ta đi nhìn thử một chút tuyệt đối đừng tống tín cả kinh dơ chân như thế y thuật cao siêu chân chạy đi đâu mà tìm nhất định muốn lưu lại cái kia ta nói từ giáp a à, chúng ta hai người cảm tình như thế tốt nói đến ăn ý thế nào bỏ được để ngươi đi đâu tốt khuya khoát thúc thúc quấy giày ngươi ngủ nói xong tranh thủ thời gian trượt từ giáp không nín được cười đối với cha và con gái thật đúng là thật có ý tứ nhân gian thời gian giống như cũng không tệ sau này cũng không tiếp tục giống như thiên đình như vậy tịch mịch vừa rạng sáng ngày thứ hai tống hiểu su hùng hùng hổ hổ xông tới đem một bức bản đồ nện ở từ giáp còn buồn ngủ trên mặt đại đồ lười còn chưa chịu rời giường Ta cho ngươi nghe qua, tùng lĩnh sơn bên trên có tọa từ vân am, ngươi đến đó lễ tạ thần đi, liền nói là dương cục trưởng liên lạc, ta muốn đi học, có việc điện thoại cho ta. Nói xong, vội vã đi ra ngoài. Từ giáp đem địa đồ mở ra xem xét. Trời à, từ vân am quá xa, hơn một trăm dặm địa đây. Hắn tranh thủ thời gian rời giường, hướng tống tín xin phép nghỉ, tìm đại lý xe thuê một chiếc ba bánh, vội vã lái đi ra ngoài triệu hoán chư bát giới, cái kia nhất định phải ném chỗ tốt, không phải vậy cái này con heo lười sẽ không cho mặt mũi. Chư bát giới thích ăn nhất dưa hấu, còn có tiểu tam sinh, ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn, cũng chính là gà vịt cá. Còn muốn chuẩn bị cho hắn mỹ nữ. Từ giáp mua giấy vàng, ôm hai cái mỹ lệ người giấy, bận rộn một hồi lâu, chỉ có ba ngàn khối tích xúc, lần này toàn bộ tiêu hết từ vân am là chùa miếu, gà vịt cá cùng người giấy thế nhưng là cấm kỵ chi phẩm, không thể mắt sáng đánh bạo cầm đi vào. Từ giáp dùng cái túi đem gà vịt cá cùng người giấy chứa vào, mở ra ba bánh, chân nhấn ga, hùng hùng hổ hổ tiểu tùng sông quốc lộ. Một đường sóc này, đến lúc chạng vạng tối, mới chạy đến tùng lĩnh sơn. Chỉ có một đầu đường hẹp quanh co thông hướng từ Vân Am, từ Giáp Thôi động ba bánh, khói đen bốc lên hướng phía trước lui chợt nghe một trận tiếng thét từ giáp nhìn lại phía sau xông lên một cái đội xe cảnh xe mở đường che chở trung gian một cỗ xe sang trọng theo bên người gào thét mà qua phun hắn một mặt bụi đất mà trung gian chiếc kia xe sang trọng ở trong mắt từ giáp thế mà bao vây lấy một tầng tất cả nếu không có tối như mực đục ngầu chi khí âm lãnh ác hàn ác quỷ sát từ giáp trong lúc khiếp sợ mang theo vài phần vẻ hưng phấn thật không nghĩ tới xe này bên trong thế mà tràn ngập quỷ sát chi khí xem ra ta có phúc khí người trong đạo môn giỏi về bắt quỷ riêng là hàng phục ác quỷ sẽ còn gia tăng công đức chi lực để bạt đạo pháp tu vi từ giáp cười khép lại khép miệng ta nếu là hàng phục cái này ác quỷ định sẽ tăng lên đạo pháp tu vi nếu có thể đem ác quỷ sát luyện chế thành đan dược nuốt kia liền càng kiểu như châu bò cuộc mua bán này ta làm định người nào cũng đừng hòng dành với ta từ giáp chân đạp ba bánh một cỗ khói đen toát ra đột 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 đuổi theo đuổi tới từ vân am cửa liền thấy một cái bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại cô nương bị mấy người nâng lấy vội vã xông vào sơn môn từ giáp nhìn lấy cô nương bóng lưng lập tức cảm ngộ đến làm nồng đậm âm sát chi khí cô nương này ác quỷ sát chiếm hữu, âm khí quấn thân, sinh khí bị hoàn toàn giam cầm, tiếp qua một giờ, chỉ sợ thần tiên khó cứu, từ giáp đuổi theo, vừa muốn hô to, đại môn thì đóng lại. Người nào ở chỗ này nháo sự, một cái tư thế oai hùng bừng bừng nữ cảnh đi tới, cùng từ giáp một đôi mắt. Thế nào lại là ngươi? lãnh tuyết không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ từ giáp nghĩ đến hôm qua từ giáp cái kia phách lối bộ dáng trong lòng còn kìm nén một cỗ khí ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lùng lãnh cảnh quan chúng ta thật đúng là có duyên a à, từ giáp thượng hạ dò xét lãnh tuyết người đau bụng kinh khá hơn chút sao nhìn ngươi vành mắt đỏ bừng, tối hôm qua là không phải đau nhức một đêm không ngủ, lãnh tuyết càng là sụ mặt từ giáp thì càng cười đùa tí tửng, hướng nàng trên vết thương sát muối. Từ giáp không đề cập tới đau bụng kinh còn tốt, nhấc lên, lãnh tuyết sắc mặt âm siêu cấp khó coi, vành mắt đỏ bừng. Đang bị từ giáp nói chúng. Tối hôm qua, nàng bị đau bụng kinh gấp mài một đêm, cơ hồ không thể chịu đựng được, cho tới bây giờ còn ẩn ẩn làm đau hôm nay nếu không có có nhiệm vụ trọng yếu, nàng nhất định muốn xin phép nghỉ, đi bệnh viện lớn làm hệ thống kiểm tra. Nhưng nàng đoán chừng liền xem như làm kiểm tra, cũng là làm không, những bác sĩ kia căn bản là thúc thủ vô sách, nhiều nhất mở điểm thuốc giảm đau, buổi tối vẫn là hội đau nhức. Từ giáp nhìn chằm chằm lãnh tuyết tinh xảo khuôn mặt nhìn một hồi lâu lãnh tuyết cảnh quan, nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, hôm nay, đau bụng kinh chứng bệnh hội tại 6 giờ chiều bắt đầu phát tác, hiện tại đã 5 giờ rưỡi, còn có nửa giờ thời gian. Ngươi im miệng cho ta, chuyện ta không cần ngươi lo, lãnh tuyết nhìn hầm hầm từ giáp. Ngươi đến làm gì sao? Có cái gì mục đích, muốn làm cái gì chuyện xấu, từ giáp bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta đến lễ tạ thần a, cái này ngươi không quản được đi, không có ý tứ ta hết lần này tới lần khác muốn xen vào." Lãnh tiết chế nhạo cười lạnh một tiếng. "Tiếp vào phía trên mệnh lệnh, vì bảo trì Từ Vân Am chị ăn, hôm nay Phong Tỏa Sơn môn, bất kỳ người nào không được đi vào Từ Vân Am, bất luận kẻ nào không được đi vào." Từ Giáp vô cùng phiền muộn, hỏi ngược lại: vừa rồi nữ hài kia thế nào đi vào, lãnh tuyết nhìn lấy từ giáp ăn quả đắng, vô cùng vui vẻ, đắc ý nói. Việc này không mượn ngươi sen vào, dù sao ngươi không thể vào. Ngươi dám xông vào, ta thì lấy nhiễu loạn trị an danh nghĩa bắt ngươi, dương cục trưởng giới thiệu cũng không thể tiến. Cái nào dương cục trưởng, tông giáo quản lý cục dương cục trưởng, lãnh tuyết nhào nhíu mày. Đừng nói dương cục trưởng, cũng là dương thị trưởng giới thiệu cũng không được từ giáp gặp gì biết nấy lập tức minh bạch phía sau hàm nghĩa lãnh tuyết cảnh quan cảnh sát nhân dân cũng nói dối sao cái gì vấn đề chị ăn người hốt du ai vừa rồi đi vào cô bé kia là đến chữa bệnh a à, thế mà từ cảnh sát hộ tống còn phong tỏa sơn môn lai lịch không nhỏ a à, người thế nào biết là đến chữa bệnh người lãnh tuyết ý thức được nói lộ ra miệng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn phía sau câu kia nghẹn trở về từ giáp lắc đầu thở dài bất quá cô bé kia khẳng định một chuyến tay không nàng bệnh ai cũng trị không hết có lẽ chỉ có ta có thể trị trò cười ngươi tính là cái gì lãnh tiết không ưa nhất từ giáp loại này khó chơi nói mạnh miệng người móc ra cướp tới chỉ từ giáp lạnh lùng nói cái này chuyện không liên quan ngươi ngươi dây dưa nữa ta nhất thương đánh chết ngươi ta lười nhác quản từ giáp cũng không bút tích, đi tới một bên, đem dưa hấu đập ra, ngồi xổm ở gốc cây phía dưới thành ấm, đắc ý ăn lên dưa hấu. Lãnh tiết khí thế hung hung. Người thế nào còn không đi? Đợi đến 6 điểm ta liền đi, tại sao phải chờ tới 6 điểm, bởi vì ngươi sẽ phạm đau bụng kinh, ta muốn nhìn ngươi một chút đau lên là cái gì bộ dáng tiểu tử ngươi dám cố ý gây chuyện, ta muốn đem ngươi bắt lại, lãnh tiết khí bộ ngực sữa loạn chiến, lấy còng ra hướng từ giáp phóng đi, nha, đau nhức. Lãnh tiết bụng dưới đột nhiên kịch liệt đau nhức, mềm mại mặt ửng đỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt, khom người, một đầu tiến đụng vào từ giáp trong ngực. Từ giáp Nguyễn Ngọc ôn hương ôm tràn đầy, nhìn xem bày tỏ, vui vẻ cười. Vừa vặn 6 điểm chỉnh.